Ướp 15.000 ký, bầu 12.000 ký, cà pháo 10.000 ký, ớt chuông 15.000 ký. Chanh từ 12 đến 15.000 ký. Ớt chuông thêm 25.000 ký, cà pháo 13 đến 15.000 ký. Bí đỏ non 15.000 ký. Bắp sú từ 7 đến 10.000 một ký, loại 9.000 một ký thì theo loại. Hello, xin chào quý vị, Phương xin chúc quý vị ngày mới tốt lành, thật nhiều sức khỏe, an vui hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây và khu vực bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực chợ A, cổng đầu tiên của chợ khu vực này chuyên bán sỉ trái cây nè. Bầu, bí, mướp, bí xanh, hồ 10.000 một ký. Dưa hấu non 10.000 một ký, dưa leo 13.000 một ký, cà tím 2 kg 15.000, tôi mở 10.000 một ký, bí đỏ 13.000 một ký, bí già 5.000 một ký. Cà tím 2 kg 15.000. Chợ đồng quá. Cho bắp 12.000 ký. Đắt từ 2 kg 15.000, chanh 10.000 một ký, chanh 8.000 một ký, salad 35.000 ký, salad cây cái loại giòn nha, này cao cấp á. Su hào 13.000 ký, bơ 10.000 một ký, cái này cà tím 10.000 một ký, thì theo chỗ bán. Hơn 6.000 một trái, cái loại trái bự 8.000 một trái, hay là 8.000 một bó. Ú quế 30.000 một ký, cà pháo 15.000 một ký, cho găm nhỏ 20.000 một ký, dơm tím 8.000 một ký, rau đắng 10.000 một ký. Và nấm chiếc và món kim châm 10.000. Cà tím 10.000 ký, mướp 12.000 ký, bầu 10.000 một ký, bí xanh 10.000 một ký, rau già 10.000 một ký, mùng tơi 15.000 một ký, rau cải xanh cải ngọt 15.000 một ký. Thank you.
cải thảo 10.000 một ký, cà rốt 20.000 một 10 ký. Xả 10.000 bó. Anh đây là lạc sổ 12. Cà chua 15 tới 20 tới 30.000 một ký thì cái loại. Đây là khu vực chuyên bán xỉ rau củ quả cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Họ bán từ 4 giờ sáng tới 11 giờ trưa thì họ nghỉ, buổi chiều họ không có bán nha. Những tiểu thương buôn bán lớn thì họ mua ban đêm. Ban đêm thì chợ họp từ lúc 9 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ nha. Cũng có một số sạp thì họ họp tới khoảng chừng 10 tới 11 giờ họ mới nghỉ. Buổi chiều thì họ không có bán nha. Mua vào ban đêm ở trong nhà lồng á, trong sạp hoặc là trong kiosk á thì quý vị phải mua một bịch 10 kg trở lên. Có loại 30 kg tới 50 kg nha. Họ mới bán, họ không có bán lẻ từng ký như ở đây. Và mua một bịch 10 kg trở lên thì sẽ được giá sẽ rẻ hơn ở đây khoảng 20 tới 30% tùy theo loại nha. Đây họ có bán rau rừng nhưng mà họ cũng rẻ giá ha. Rau đắng 10.000 bó, bó khoảng nửa ký. Rau răm 15.000 một ký. Rau gai 15.000 một ký. Hè 10.000 bó, bó khoảng nửa ký, ngò 5.000 bó khoảng nửa ký. Hành 15.000 bó khoảng 1 ký. Chanh tắc 10.000 một ký, cà chua 15.000 một ký. Mướp 15.000 một ký, ớt sừng 26.000 một ký. Rau muống 10.000 một ký. Thành 10.000 một, 15.000 bó, bó khoảng ký lô ngọt. Rau má 25.000 một ký, rau ngổ 10.000 một bó, bó khoảng nửa ký. Hú quế 30.000 một ký. Cắt ở đây họ bán có 7.000 một ký, cắt lớn 10.000, bắp xuống 12.000, bắp cải thảo 10.000 một ký. Tôi nói 12.000 một ký. Luôn xuống quý xanh 10.000. Tôi trắng 6.000 một ký, hành Tây Đà Lạt 12.000 một ký. Củ gần 25.000 ký, có loại 45.000 ký, củ tỏi, củ hành 38.000 ký. Củ sả 10.000 một bó, bó khoảng ký. Củ gần 30.000 ký. Thơm 10.000 một trái. Củ cải
5.000 một ký thì gai trắng. Chuồng 3 màu 25.000 một ký. Sao bắp 10.000 một ký, củ dền 2 ký 15.000. Khoai mỡ từ 10 đến 12.000 một ký thì theo loại. Củ hành 12.000 một ký, khoai sò, củ hành tây, khoai sò 15.000 một ký, hành nhật 10.000 một ký, đậu cô ve 20.000 một ký, su su 12.000 một ký, củ sắn 10.000 một ký. Rau muống 10.000 một ký, rau dền 15.000 một ký, cải ngọt 10.000 một ký. Rau chuối bào từ 30 tới 35.000 một ký thì theo loại. Nhau còn gai 13.000 một bó, bó khoảng nửa ký. Lá tía tô 15.000 một bó, bó khoảng nửa ký. Ốc cải thảo một loại nhỏ 5.000 một ký. Cải xanh 15.000 một ký, cải thìa 15.000 một ký, cải ngọt 15.000 một ký, cải ngồng 15.000 một ký. Hồ tơ 13.000 một ký. Bông tên lý đẹp 60.000 một ký. Cầu ngư 30.000 một ký. Bánh đu gà từ 35 tới 45.000 một ký thì theo loại. Củ tỏi 40.000 một ký. Đây là khu vực chuyên bán sỉ trái cây cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, họ bán từ 4 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Buổi chiều thì họ nghỉ, họ có bán nha. Những nhà tiểu thương buôn bán lớn thì họ cũng mua trong vào ban đêm. Thì đây là chợ, khu vực chợ A thì chuyên bán trái cây nha, còn chợ B thì chuyên bán sỉ rau củ quả. Ở đây thì quý vị mua 1 ký cũng được tính giá sỉ, và giá sỉ ở đây thì rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều nha. Wow.
Sao riêng gì? 16 hả? Kỹ sáng kỹ sao mô kỹ ít vàng 25.000 kỹ táo đá giò ngọt 25.000 ký, hồ nước hoàng 20.000 một ký. Cóc 15.000 một ký. Lê đường 20.000 một ký. Bái thiều 75.000 một ký. Xoài cát 20.000 một ký. Cóc 15.000 một ký. Nho 100.000 một ký, măng bắc 25.000 một ký, măng an phước 20.000 một ký, bơ 15.000 một ký, bơ hôm nay đang chín rộ nên giá cả rẻ, chi gan 10.000 một ký, sa mô 20.000 một ký. Quýt sim siêu ngọt 25.000 một ký. Nhánh thái 25.000 một ký. Ổi đỏ 15.000 một ký, ổi Đà Lạt 15.000 một ký, ruby 20.000 một ký. Rồi chín 20.000 một ký. Con cục thái 50.000 một ký. Con container 20.000 một ký. Con cục 45.000 một ký. Sợi cá khai lọc 40.000 một ký. Ít đường 25.000 một ký, bằng siêu ngọt 30.000 một ký, táo 20.000 một ký tới 25.000 một ký thì tôi lo. Sabo 20.000 một ký. Video này Phương quay vào ngày 5 tháng 5 âm lịch nha. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi kênh Phương Vlog 79 trong suốt thời gian qua. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ video để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.